thân mến, mẫu nhà phố 2 tầng khá phổ biến trong xu hướng thiết kế ngôi nhà hiện nay, với ưu điểm là dễ dàng triển khai trong các khu dân cư đông đúc, ưu tiên cho những mảnh đất tại thành phố có diện tích hẹp, đáp ứng không gian sống vô cùng tiện nghi cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và trong video ngày hôm nay, Tân Á muốn giới thiệu tới các bạn mẫu nhà phố 2 tầng được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Hạnh tại Gia Viễn, Ninh Bình. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Mẫu nhà phố 2 tầng luôn có những đột phá về ngôn ngữ và nghệ thuật. Từ hình thức đơn giản hay là những phong cách độc đáo, cũng đều sở hữu những đặc điểm chung. Ban công, chi tiết mái hay khung cửa kính lớn là những chức năng không thể thiếu để tạo nên một ngôi nhà đẹp hoàn hảo, gần gũi hơn với thiên nhiên ngoại cảnh. Thiết kế nhà phố 2 tầng mang lại không gian sống thoải mái cho gia chủ. Các bộ phận chức năng ngoại thất vẫn đem lại cái nhìn thân thiện và bình dị. Bên cạnh đó, ngôi nhà cũng sử dụng gam màu trung tính, khoác lên mình màu trắng tinh khôi kết hợp với màu nâu của hệ cửa chính, tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, mang vẻ đẹp thanh lịch và đẳng cấp cho ngôi nhà. Cửa chính sử dụng gỗ lim nam phi kết hợp với khung pano kính, mang đến vẻ đẹp hiện đại và trẻ trung. Toàn bộ hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm sinh pha kết hợp kính cường lực, mang đến không gian thông thoáng cho ngôi nhà. Với diện tích là 4,8 x 18,3 m, căn nhà của gia đình anh Hạnh được bố trí tầng 1 gồm một phòng khách, một phòng bếp công ăn, một phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân ướt. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà phố 2 tầng được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Hạnh tại Gia Viễn, Ninh Bình. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho thiết kế ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.